Xin chào mọi người đã quay trở lại với buổi tập luyện của ngày hôm nay. Đặc biệt Hibbert xin chào các anh chị hội viên, bởi vì các anh chị chính là những người xem trước video này một thời gian rồi. Và cũng như các anh chị đã ủng hộ để duy trì và phát triển kênh hơn nữa, để Hibbert có thể tạo thêm những cái video rất là tốt cho các anh chị có thể tập luyện thường xuyên ha. Hôm nay chúng ta sẽ tập 30 phút với rất là nhiều bài tập mà không lặp lại một bài nào cả. Chúng ta sẽ có 5 bài khởi động cực kỳ tốt, sau đó chúng ta sẽ tập 20 bài giúp cho toàn thân của chúng ta đốt năng lượng này, săn chắc phát triển cơ bắp với hai cục tạ đơn nha mọi người, hoặc là hai bình nước. Sau đó chúng ta sẽ giãn cơ cùng với nhau 8-9 bài, rất là ok luôn. Rồi các anh chị hãy chuẩn bị và bắt đầu cùng với nhau liền nào. Chúng ta sẽ bắt đầu với bài khởi động luôn nha mọi người. Rồi trước khi tập cái gì chúng ta cũng nhớ khởi động nha. Từ đây ở trong tư thế plank này, chân phải kế bên tay phải, sau đó tay phải đưa lên trên trời, mắt nhìn theo, sau đó hạ xuống, thu về và đổi bên ha. Rồi chuẩn bị 3, 2, 1. Rồi bước lên thật cao, sau đó duỗi cánh tay đưa lên. Đây là một bài khởi động giãn cơ toàn thân, mà nếu mà chọn một bài thôi á, thì đây là cái bài cần thiết ha. Rồi cố gắng chúng ta hãy khởi động, sau đó sẽ tập toàn thân thử thách để giúp cơ thể săn chắc với hai cục tạ nha mọi người. Cố lên. Đúng rồi, thấy căng giãn phía dưới này nè, rồi xong mình căng giãn cái phần vai và ngay cả phần lưng nữa. 3, 2, 1. Rồi rất tốt. Rồi các anh chị có 20 giây để chúng ta nghỉ một tí và nhìn căng giãn tiếp theo ha. Cái này căng giãn cho phần ngực, phần lưng, đồng thời chúng ta sẽ căng giãn cho phần bắp chuối ha mọi người. Rồi làm trong tư thế gọi là downward dog, tiếng Việt gọi là chó úp mặt, sau đó luân phiên từng chân, co duỗi nha mọi người. Hít thở, cảm nhận cái bắp chuối căng ra không mọi người. Nhớ cái gót sâu nha, cái gót chân của chúng ta cố gắng hạ xuống chạm, rồi đổi bên. Đúng rồi, lưng phiên trái và phải, đồng thời chúng ta cũng đang cảm thấy tập cho cái phần tay của chúng ta, phần vai của chúng ta, đúng không nào. Cố lên. 10 4 3 2 1. Rồi xuất sắc ha. Rồi ok, chúng ta qua bài tiếp theo nè. Hai chân mở rộng ha, mũi chân mở ra 45 độ, tay chúng ta dịnh ở dưới cổ chân ha. Từ đây chúng ta đẩy mông lên trên, không di chuyển tay ha mọi người, chỉ có đẩy mông lên trên và hạ xuống. Lên thở giữ, xuống hít vào. Đúng rồi, bắt đầu nè, duỗi hạ xuống. Cái này chúng ta đang căng giãn khởi động cho cái phần đùi sau của chúng ta, trong tiếng Anh còn gọi là hamstrings nha mọi người. Cố lên nào. Hít thở. Rất tốt. 15 14. Tám, bảy, sáu, ba, hai, một. Rồi. Wow, mọi người có cảm thấy hai phần này không? Nhiều người chúng ta bỏ quên hai phần này ha. Rồi bài tiếp theo rất là đơn giản này. Rồi giữ, chúng ta sẽ bước một chân về phía trước, co gối hạ thấp người. Rồi tay bên này, nghiêng người về phía bên kia, xong trở về và đổi bên ha. Rồi bắt đầu thực hiện nha mọi người. Rồi chân trái, xong kết hợp tay phải, hạ thu về và đổi bên. Đúng rồi, rất tốt, để hiệp làm phương ngang cho mọi người thấy. Bước, mở, thu, đổi bên ha. Đây cũng là một bài tập vừa căng giãn, vừa để cho các nhóm cơ quen dần với những cái chuyển động chính của ngày hôm nay nha mọi người. 8 5 3 2. Rồi bài tập vừa khởi động vừa tập cho phần eo, mâm đùi của chúng ta nè. Squat xong gập bên trái, hạ xuống tập bên phải nha mọi người. Rồi đây là bài tập cuối cùng, chúng ta sẽ tập không có dụng cụ, sau đó vô thẳng những bài tập có dụng cụ nha mọi người. 3 2. Rồi xuống hít, chạm, hạ, chạm. Đúng rồi, rất tốt. Để xem hôm nay chúng ta sẽ tập như thế nào, đốt nhiều năng lượng không, và tập được toàn thân, cảm nhận cơ của chúng ta
săn chắc phát triển. 15 10 giây nữa. Đúng rồi, rất tốt, cố lên các bạn. 3 2 1 rồi. Rất là xuất sắc ha. Bây giờ chúng ta sẽ nghỉ 1 phút và vô những cái bài tập với tạ để tập cho chúng ta mạnh hơn, săn chắc hơn nha mọi người. Nhớ nha. Giữa 5 bài, sau hết 5 bài chúng ta có 1 phút nghỉ. Thì các bạn, các anh chị có thể uống miếng nước ha. Rồi, nhớ nha, nếu mà các anh chị tập theo video của Hubert và thấy video Hubert hữu ích á, thì nhớ bấm nút thích nha mọi người. Ok. Hey, bây giờ chúng ta sẽ làm bài đầu tiên. Chỉ cần một tay thôi nha mọi người, hai chân mở rộng. Mọi người nhớ tư thế squat đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ squat và dùng một tay đẩy qua khỏi đầu. Chúng ta sẽ làm 15 giây, sau đó chúng ta sẽ đổi bên ha. Chỉ có 15 giây thôi. Đây là bài đầu tiên. 3, 2, 1. Rồi bắt đầu xuống hít, lên thở. Làm liên tục nha. Hạ mâm xuống, đẩy qua khỏi đầu. Rất tốt. 5, 4, 2, 1. Rồi chúng ta sẽ đổi tay nha. Rồi đợi bên này. Rồi xuống hít, lên thở. Đúng rồi. Cố lên. Tùy các anh chị nha, đôi khi chỉ 15 giây, nhưng mà nếu mà chúng ta tập đúng kỹ thuật này, chúng ta hơi nặng á, chúng ta cũng cảm nhận được cái sự khó của nó. Rồi, rất tốt. Rồi, các anh chị có 20 giây nghỉ. Trong lúc 20 giây nghỉ, chúng ta có thể để tạ xuống ha. Rồi, Hiệp giới thiệu bài tiếp theo. Reverse lunges. Bước chân về phía sau, hạ đầu gối xuống, co 90 độ. Rồi, gót sau luôn luôn đưa lên, không chạm đất nha mọi người. Rồi, bắt đầu 35 giây. Lên thở, xuống hít, lên thở. Rất tốt mọi người. Chỉ vậy thôi nha. Chúng ta sẽ tập cho cái phần chân, đùi, đầu gối khỏe. Các anh chị nào mới tập á, thì chúng ta nhớ dùng cục tạ nhỏ thôi. Cầm bình nước cũng được, hoặc là không cần dùng tạ cũng ok luôn. 3 2 1 rồi. Bây giờ bài tiếp theo, chúng ta sẽ làm front raise ha. Mọi người có thể cầm một cục thôi cũng được. Giữ thẳng nè. Đưa lên, hạ xuống. Cao qua khỏi vai một tí nha. Rồi hạ. Rồi nếu mà có thể được cầm hai cục luôn. Một cục, hai cục tùy vào anh chị. Lên thở, xuống hết, đúng rồi. Nhớ nhầm, nếu mà cảm thấy mỏi quá, một cục thôi, không sao. Cố lên mọi người, tập cho phần vai khỏe này. Hoặc là cầm hai cục sau đó mỏi quá, thì cầm một cục. Trong giới tập luyện còn gọi là giống như drop set á, có nghĩa là một set tạ nặng và xong một set tạ nhẹ. Rất tốt. Rồi, bài tiếp theo ha. Mọi người có thể cầm một cục hoặc là hai cục side lunges. Phải thu về, đổ bên trái ha, cho phần tay của chúng ta nghỉ nha mọi người. Rồi, hoặc là được thì cầm hai cục lên. Chuẩn bị 4, 3, 2, 1, xuống hít, lên thở, đổi bên. Rất tốt. Hai mươi giây nữa. Cố lên, cố lên. 10 9 8 4 3 2 1. Rồi, rất là tốt. Bài cuối cùng nha mọi người, chúng ta sẽ làm bài hammer curl, hạ xuống xong upright row ha. Tập cho phần tay cũng như là phần vai của chúng ta. Từ đây, đưa lên, hạ xuống, xong kéo qua chỗ ha. Làm liên tục, nhớ nha, 35 giây cuối cùng sau đó. Nghỉ một phút rồi. Rồi, bắt đầu. Thở, hít,
thở, hít rất tốt. Chúng ta có thể làm một cục tạ cũng được nha mọi người. Đây, làm một cục tạ ở đây. Rồi, đưa lên, hạ xuống. Ha. Đưa lên, hạ xuống. Kéo, đúng rồi, rất tốt. Cố lên nào. 6, 5, 4, 2, rồi, rất là tốt nha. Bây giờ chúng ta sẽ nghỉ được một phút lần nha mọi người. Các bạn, các anh chị có thể uống miếng nước ha. Rồi, video này chủ yếu là sẽ dành cho hội viên là chính nha. Cho nên là nếu mà ai chưa đăng ký hội viên, chúng ta hãy vô hiphopfitness.com/hội viên để tìm hiểu thông tin về hội viên nha mọi người. Xem trước video này có những video đặc biệt và chúng ta sẽ có nhiều cái điểm rất là thú vị với nhau ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ quay lại. Lần này chúng ta sẽ tập cho phần cơ bụng với tạ nha. Rồi, chương trình bài tập như sau. Giữ qua khỏi đầu ha. Rồi thở đẩy lên, giữ hạ xuống từ từ. Nhớ lên thở miệng, xuống hít vào mũi. Và luôn nhấc vai để cảm nhận cái phần cơ bụng trên. Chuẩn bị 3, 2, 1 lên thở giữ. Xuống hít vào. Thở đẩy. Rất tốt. Hai mươi giây nữa. 15, 14. Cố lên các bạn, tập cho cơ bụng trên ha, khỏe rắn chắc. Một thời gian tập các bạn sẽ cảm thấy cơ bụng nó cứng lên luôn. Rồi, rất tốt. Rồi hạ xuống nghỉ một tí ha, đặt cục tạ trên bụng ha. Rồi bài tiếp theo tập cho phần bụng dưới này. Rồi chúng ta sẽ cầm lên trên qua khỏi đầu. Từ đây giữ từng chân luân phiên hạ xuống đưa lên ha mọi người. Rồi nếu mà các bạn mỏi tay á thì chỉ cần vậy được rồi, nhưng mà được á, giữ lên ha. Hít lên, thở xuống lên, rất tốt. Xuất sắc, xuất sắc. Cố lên các bạn, chúng ta chỉ có 10 giây nữa thôi. 6, 5, 2, 1, rồi. Rất là tốt. Hey, bây giờ chúng ta sẽ làm bài gọi là Turkish Get Up của người chắc là tay Thổ Nhĩ Kỳ. Rồi tay phải cầm thì chân trái co lại ha. Chúng ta sẽ đẩy lên, sau đó hạ xuống. Rồi làm 15 giây thôi nha. 15 giây xong đó chúng ta sẽ đổi bên. Rồi chuẩn bị 3, 2, 1. Rồi 15 giây chất lượng nè. Thải đẩy lên cao, sau đó hạ xuống. Tay phải cầm thì tay bên trái ấn xuống dưới mặt đất ha. Rất tốt. 3, 2, 1. Rồi chúng ta sẽ đổi tay nha mọi người. Rồi đổi chân luôn nha. Rồi đẩy lên, hạ xuống. Rất tốt. Thở. Các bạn tập những cái bài này thường xuyên á thì chúng ta buổi sáng chúng ta bật một cái là có thể ngồi dậy rồi ha, chứ không phải là chúng ta phải xoay ngang ra thì mới ngồi dậy được. Rất tốt. Ổn anh chị. Bài tiếp theo tập cho cơ bụng cũng như là cơ liên sườn hai bên ha. Rồi giữ lại. Chúng ta sẽ xoay bên phải, thu về xoay bên trái ha. Nha, nhớ xoay toàn thân trên nha mọi người, chứ đừng xoay một cái tay. Rồi chuẩn bị nè. Rồi. Rồi mở lưng, mở ngực, xoay trái, phải, hít thở đều, rất tốt. Đấy, cứ làm chậm chậm, 20 giây nữa. Quan trọng là cái chất lượng và kỹ thuật nha. Đấy, mọi người xoay thật xa, thật nhiều vào, sẽ cảm nhận nhiều hơn. Bắt đầu mỏi, 3, 2, 1 rồi, rất tốt. Bây giờ chúng ta phải tập cho một cái nhóm cơ trọng.
trọng tâm, đó là phần cơ mâm đùi sau và lưng dưới ha, để cục tạ ở đây. Rồi lựa chọn dễ, nhấc mông lên, hạ xuống với hai chân cùng đặt xuống dưới đất. Lựa chọn khó hơn gọi là matching, có nghĩa là một chân đưa lên sau đó hạ xuống và đổi bên ha. Rồi nhớ nha, hai lựa chọn dễ đẩy mông lên hạ xuống thôi, lựa chọn khó hơn một chân đưa lên cùng lúc hạ xuống cùng lúc đổi bên. Rồi cách hít thở lên thở xuống hít rất tốt, cố gắng 10 giây nữa. Bốn, ba, hai, một. Rồi rất là tốt. Các anh chị vừa mới hoàn thành thêm 5 bài tập nữa ha, rất tốt cho phần cơ bụng, cơ trọng tâm, để giúp cho chúng ta rắn chắc hơn cái phần cơ bụng này, cũng như là giảm cái bệnh đau lưng cổ vai gáy. Mọi người có thể uống một tí nước ha, chúng ta còn 40 giây nữa. Mỗi lần uống uống ngậm thôi nha mọi người, uống nhiều quá bị tắc bụng á. Nhớ theo lịch tập thường xuyên cho mình ha. Nếu còn nếu mà anh chị không theo lịch tập thì cũng cố gắng mỗi ngày nên tập ít nhất là 30 phút nha, để giúp cho cơ thể khỏe mạnh. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ tiếp tục tập cho phần cơ của chúng ta với cái bài như sau. Rồi mọi người nằm xuống ha. Rồi bài tập cho phần ngực 45 độ hạ xuống lên thở đẩy. Rồi chuẩn bị 5, 4, 3, 2. Rồi xuống hít, lên thở đẩy qua khỏi đầu. Rất tốt, cố gắng nha mọi người. Floor press 20 giây nữa, 20 giây nữa. Thường những cái bài tập cho ngực á, chúng ta thường sẽ nằm xuống, chứ nếu mà chúng ta đứng lên thì nó khó vô phần ngực lắm ha. 5, 4, 3, 2, 1. Rất tốt ha. Rồi các bạn có thể hạ tà xuống. Bài tiếp theo chúng ta sẽ tập cho phần tay sau. Mọi người có thể cầm một cục thôi cũng được, hoặc là cầm hai cục nha mọi người. Nhớ nha. Rồi chuẩn bị nè. Mọi người ổn không? Cố gắng ngồi xuống, nằm xuống tiếp tục tập ha. Bài này còn gọi là school pressure, có nghĩa là vô hộp sọ ấy. Hạ xuống nè, cảm giác giống như chúng ta đang hạ xuống đập vô đầu. Nói thì vui vậy thôi nhưng mà chúng ta không đập vô đầu nha mọi người. Chúng ta chỉ có hạ cẳng tay xuống nè, giữ cùi chỏ lại, thở đẩy qua khỏi đầu. Cái bài này á, đối với anh chị mà nào mà tay còn yếu á, thì chúng ta làm một cục thôi nha. Rồi, một cục này. Đây, tiếp tục các anh chị. Đây, một cục đây. Hạ xuống rồi đẩy qua khỏi đầu. Cầm hai bên ha. Đấy, cảm nhận cái phần tay sâu hơn chưa? Rất tốt. Rồi, tiếp theo ha. Rồi, thử thách cho anh chị tập giúp cho cái phần ngực của chúng ta ra khuôn hơn, đẹp hơn ha. Rồi, mở cái bả vai ra hai bên. Xong thu về, cảm giác cái cánh tay của chúng ta mở giống như là hai cái đôi cánh á. Rồi xong khép lại, vỗ lại ha. Mở ra, thu, đúng rồi, rất tốt. Rồi mở phần ngực ra, hạ xuống. Nhớ ha, đưa sang ngang chứ phải đưa lên trên qua khỏi đầu nha mọi người. Lên thở, tập cho quen nào. Đúng rồi, rất tốt. Hít thở sâu, lên thở, siết ngực lại. 10 giây nữa thôi, cố lên nằm. 10, 9. Ba. Rồi, rất là tốt nha mọi người. Bây giờ chúng ta sẽ hạ tạ xuống. Rồi, đối với những chị nào mà dùng thảm á và hai cục tạ đơn có thể chống được á, thì chúng ta làm bài như sau. Rồi, chúng ta sẽ hạ xuống, đẩy lên. Lựa chọn khó hơn, nhấc đầu gối ha. Còn đối với anh chị nào mà không thể nào chống được á, chúng ta chỉ cần làm trên thảm thôi ha. Đây, rồi làm trên thảm, hạ xuống, đẩy qua, hết. Thở. Nhớ hạ xuống cùng lúc, lên cùng lúc ha. Còn đối với anh chị nào muốn thử thách hơn thì cố gắng giữ chắc lại, xuống hít, lên thở đẩy, hạ sâu ha. Rồi, đúng rồi, cố gắng 15 giây nữa. Rồi, khó hơn
duỗi thẳng chân. Có lên 4, 3, 2, 1. Rồi, rất tốt. Và tiếp theo chúng ta sẽ tập vẫn trong tư thế này ha, tư thế cái bàn. Rồi, hai chân mở rộng ra. Rồi, chúng ta sẽ kéo một tay về phía sau. Cùi chỏ kéo siết về phía sau nha mọi người. Lưng phiên trái phải liên tục nha. Rồi, 3, 2, 1 nè. Siết cơ bụng giữ lưng thẳng. Rồi, bắt đầu kéo tay trái lên hạ xuống. Rồi, bên phải lên hạ xuống. Đúng rồi, rất tốt. Cánh chị nào có cục tạ mà cái góc cạnh vuông á thì nó rất là dễ để mà giữ thăng bằng được ha. Ta ấn xuống cái là nó dính xuống dưới sàn rồi. Còn cái tạ của mình á thì nó tròn tròn, cho nên là phải giữ chặt, kết hợp thêm cái thảm nó bám cứng thì nó dễ hơn. Cố gắng tè bà rất tốt, tập cho lưng săn chắc. 3, 2, 1. Rồi, rất là xuất sắc nha các anh chị. Rồi bây giờ chúng ta nghỉ được một phút nha. Mọi người có thể uống một miếng nước nha mọi người. Rồi, rất tốt, rất tốt. Chúng ta còn khoảng tầm 10 phút nữa thôi. 5 bài cuối tập toàn thân, sau đó chúng ta sẽ giãn cơ ha mọi người. Rồi. Rồi, mọi người uống nước xong chưa? Nhớ bạn nào chưa bấm đăng ký theo dõi kênh này thì phải bấm đăng ký nha. Bởi vì kênh này Thế Bác làm ra là để cho mọi người có thể tập luyện một cách miễn phí và kiên trì được ha. Thế luôn tạo video ít nhất là 2 video một tuần. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ có bài tập như sau, 15 giây thôi nha mọi người. Rồi, chân trước chân sau hạ xuống, xong cuộn tay lại. Hít, lên thở cuộn 15 giây, sau đó chúng ta sẽ đổi chân nha. Rồi, bắt đầu. Xuống hít, lên thở, nhấc lên, hạ xuống. Nhón cái gót sau lên nha mọi người. Cố lên nào, thở. Tập toàn thân, nắm bài cuối, tới tạ thôi. Rồi, rất tốt. Đổi chân ha. Rồi, chân trước chân sau vẫn như vậy. Tập cho tay và chân luôn. Hít thở, 10, 9, 5, 4, 2, 1. Rồi, rất tốt, trong 20 giây nghỉ, thả tạ xuống. Rồi, bài tiếp theo chúng ta sẽ tập cho phần vai nha mọi người. Lần này không mở ra nha. Khép lại giữa đây. Thở đẩy qua khỏi đầu, xong đó hạ xuống nha mọi người. Rồi, chuẩn bị nào, sẵn sàng, sẵn sàng. 3, 2, 1. Rồi, hai cục tạ song song hướng về phía trước. Thở đẩy, xuống hít. Cố lên. Đúng rồi. Hít thở thật sâu. Lợi điểm của tập với tạ. Thứ nhất, các bạn có thể tập được phần thân trên. Ví dụ như bài này, nếu mà bạn không có tạ, không thể nào mà tập được phần thân trên dễ dàng và toàn diện được. Cái thứ hai là chúng ta tập cho tay phải và tay trái cân bằng, vai của chúng ta cũng cân bằng, không bị lờ. Ok, rất tốt. Rồi, tiếp theo ha. Rồi, chân phải bước về sau, nghiêng người xuống, thu về. Những ai tập với Hilbert thường xuyên rồi, chúng ta sẽ biết bài này. Trong tiếng Anh còn gọi là Sucker Deadlift. Chúng ta chỉ nhón gót nhỏ thôi. Rồi xong thu về ha. Bắt đầu nè. Nè, bước nhẹ về sau, nhón gót lên, gập người xuống, đẩy mông sau. Chúng ta đang tập cho từng mông liên tục. Chân phải rút về sau thì sẽ tập cho mông bên trái. Chân trái rút về sau thì tập cho mông bên phải. Rất tốt. Hít thở đều. Xuất sắc. 10, 9, 5, 3, hai cái cuối. Rất tốt. Mọi người hạ tạ xuống ha, nghỉ một tí. Rồi, bài tiếp theo, bài số 4 khá là thử thách ha. Rồi, vẫn tương tự. Đẩy mông về sau, co gối nhẹ, giữ lưng thẳng. Lần này kéo liên tục trái, hạ, phải, hạ ha. Làm luân phiên từng bên. Rồi, bắt đầu nè. Hít thật sâu. Rồi, kéo trái, kéo phải, kéo lên, hạ xuống, lên và hạ.
Có anh chị hỏi tập bài alternative có nghĩa là luân phiên từng bên có sự khác biệt gì? Cái khác biệt đó là chúng ta sẽ dành toàn bộ sức lực và tâm trí vào cái khoảng khắc đó để tập cho một bên ha. Khi mà chúng ta tập hai bên cùng lúc á, thì cái sự tập trung cũng như năng lượng nó sẽ phân bổ ra. Thì đôi khi tập một bên rất là ok, rất tốt. Rồi, bài cuối cùng nha mọi người ha. Mọi người nhớ bài đầu tiên chúng ta làm từng tay đúng không? Bây giờ làm hai tay nha mọi người. Bài cuối cùng rồi nha. Mặc dù làm bài này hai tay nhưng mà mọi người nhớ vẫn phải làm đúng kỹ thuật. Hít hà thở đẩy qua khỏi đầu. Cố lên nào, bài cuối cùng. Đúng rồi, hạ mâm sâu xuống, siết cơ bụng đẩy qua khỏi đầu. Rất tốt. Thở, hít. Thở, hạ mâm sâu xuống, song song mặt sàn. Siết cơ bụng, siết cơ mâm, đẩy. Cố lên 15 giây cuối thôi các bạn. Sắp kết thúc rồi. Các bạn làm rất tốt. Không được từ bỏ. Thử thách bản thân, vượt qua mọi khó khăn nè. 4, 3, 2, xuất sắc. Các bạn làm rất là tốt ha. Rồi, chúng ta sẽ nghỉ một phút. Rồi, vỗ tay cho bản thân mình nè. Rất là tự hào các bạn đã hoàn thành xong cái phần này ha. Chúng ta còn phần cuối giãn cơ với nhau. 8-9 bài tập giãn cơ cực kỳ tốt. Cho nên là đừng có bấm ngưng video này ha mọi người. Rồi, các bạn cảm thấy cái chuỗi series mà tập á, mà không trùng lặp lại bài nào thì các bạn cảm thấy như thế nào cho em biết qua phần bình luận ha. Nếu mà các bạn muốn tiếp tục cái kiểu tập như này á, phải nói cho em biết thì mới hiểu được là mong muốn của anh chị là gì. Ok. Ngay. Mình nghỉ đủ chưa? Quay trở lại ha, 15 giây. Rồi, bài giãn cơ như sau. Đầu tiên, trong tư thế các bạn này nè, tay ở đằng sau của các bạn duỗi đan xen giữ lại. Ok, 15 giây ha. Hạ cái vai xuống, giữ lại. Rồi cái này nó căng giãn cái phần cơ xô này, cơ vai của các bạn. Nếu mà được cái tay phía trước này đẩy lên, đó, cảm nhận được rất là nhiều ha. 3, 2, 1, thu về. Rồi xong, bây giờ đổ tay nha mọi người. Đúng rồi, rất là tốt. Rồi hạ đầu xuống, dùng tay kia đẩy một tí. Tiếp tục. Rồi, vẫn trong tư thế này nhưng mà chúng ta sẽ nằm xuống, ấp xuống nha mọi người. Hẹp hướng dẫn mọi người một số cái bài giãn cơ ha. Rồi, nằm ở đây, tay bên kia chống lại. Rồi, xong nhấc cái chân lên, đặt qua ha. Rồi mọi người, vô tư thế nào. Chuẩn bị. Rồi, chúng ta sẽ căng cái phần vai, phần ngực của chúng ta ha. Rồi, giữ lại. Đó, mở cái hông chúng ta ra, căng cái phần hông này cũng như là lưng dưới. 2, 1, rồi chúng ta sẽ đổ bên kia nha mọi người. Rồi nha, nhớ nè, tay kia duỗi, tay này chống, rồi nghiêng người sau, giữ lại. 6, 5, 4, 3. Rồi, rất là tốt ha. Chậm chậm quay trở lại trong tư thế up. Chúng ta bây giờ sẽ nằm ngửa ra ha. Căng cho cái phần đùi sau của chúng ta nào. Rồi, nằm xuống này. Đùi sau, cái đùi, cái chân của chúng ta, một chân đưa lên ha. Rồi sau đó duỗi ra. Nhớ giữ lại ha mọi người. Rồi, giữ 15 giây thôi. Được thì kéo phía trên ha, không thôi ở dưới. Rất tốt. 3, 2, 1. Rồi hạ xuống ha. Chúng ta sẽ đổi bên còn lại nha mọi người. Nhớ ha, khó quá chúng ta co gối bên kia còn thôi được á. Chúng ta duỗi hơn tí, căng cái phần đùi sau đúng nào. Một số anh chị nào mà kiểu mình mới tập á thì chúng ta phải học rất là nhiều thứ về cơ thể của chúng ta, hiểu hơn về cơ thể, hiểu hơn về tập thể dục đúng cách ha. Rồi, bây giờ tiếp theo chúng ta sẽ ở trong tư thế Cobra ha mọi người. Rắn hổ mang, hạ mông xuống này, mở ngực ra. Chia sẻ mọi người á,
là nhiều năm về trước thì Hubert cũng phải từng học từng một động tác ha. Từng động tác nó vô cái phần nào và nó có tác dụng gì ha. Để khi đó thì mình mới tập đúng hiệu quả cũng như là tập được toàn diện toàn thân hơn. Rồi 3, 2, 1. Bây giờ hai cái đầu gối mở rộng ra. Xếp mắt, xếp gần cái mép của tấm thảm ha. Sau đó ướp cái tay xuống, ấn xuống, giữ lại. Rất tốt. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đứng lên hai bài cuối là xong rồi. Rồi cái ngón tay chúng ta đan lại nhau ha, xong bẻ lại. Đấy đúng rồi, đó nghe cái rắc đúng không? Căng dạng cái phần ngón tay của chúng ta, cộng thêm cái phần lưng nè. Rồi duỗi lại. Rồi chuẩn bị 15 giây thôi. Ba, hai, một. Rồi kéo thêm cái phần, rồi tay đưa về phía sau lưng ha, kéo cái phần vai trước, mắt nhìn lên trên, đẩy vòng về phía trước. 10, 3, 2, 1, rồi, xuất sắc. Chúc mừng các anh chị đã hoàn thành xong rất là xuất sắc video của ngày hôm nay, buổi tập của ngày hôm nay. Các anh chị cảm nhận như thế nào về cái cấu trúc mà không lặp lại vào nơi cả? Cảm thấy thú vị và thời gian trôi nhanh hơn đúng không nào? Và thật sự là toàn thân của chúng ta rất là tốt ha. Và nhớ rằng video này chủ yếu dành cho hội viên, cho nên là các bạn hãy cố gắng tiếp tục trở thành hội viên và nhận được những cái video tiếp theo mỗi tháng ha. Hiệp sẽ giữ nguyên làm tiếp tục kiên trì cùng với các anh chị. Rồi nếu mà các anh chị có ý kiến gì á thì cho Hiệp biết qua phần bình luận hoặc là nhắn tin ha. Rồi bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn và các anh chị trong video của buổi tiếp theo nha. Bye bye. Chúc anh chị một ngày mới tốt lành hoặc là một buổi tối vui vẻ.